Em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về con cưa gỗ anh em. Cưa gỗ này của Mai Guitar nha. Đó. Em quay giọng nói anh em mình nha. Thì cưa gỗ Mai Guitar mã của nó là 585 nha anh em. Điện là điện 100V nha. Con này công suất của nó là 1050W nha. Dòng tua là 5.500 dòng trên phút nha anh em. Đó thì xài lưỡi là lưỡi 190 nha. Đây. Hai lưỡi là lưỡi 190, lưỡi zin theo nói nha, lưỡi Makita nha anh em. Đây, đó, ngoại hình máy còn khá là đẹp luôn nha anh em. Lưỡi zin nha, đó. Đế nó cũng còn đẹp hết nha anh em, đó, đẹp. Trên 90 luôn ha, đó. Để em tích máy anh em mình xem nha. Ấn từ khá là nhạy luôn anh em thấy. Ấn từ cực kỳ nhại luôn nha anh em. Nói thì anh em quan tâm đến con cưa gỗ Makita thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.